Vì sao Tô Chủ tịch không cẩn trọng lại sập bẫy của Tổng Trọng một lần nữa? Sau Hội nghị Trung ương 9 khóa 13, hai chiếc ghế tứ trụ là Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội đã được bố trí nhân sự mới. Ông Trần Thanh Mẫn và cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đều đã yên vị. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy chính trường Việt Nam vẫn đang đứng trước một trận cuồng phong. Các bên đều đang muốn chuẩn bị cho một cuộc sống mái ở trận chiến cuối cùng. Vào ngày 29 tháng 5, mạng xã hội đã lan truyền các thông tin liên quan đến rò rỉ từ Đảng ủy Công an Trung ương. Đó là hình ảnh về hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức vào chiều ngày 28 tháng 5 tại Hà Nội. Đây là một hội nghị mang tính chất nội bộ, truyền thông báo chí không được phép tiếp cận và đưa tin. Theo đó, tại hội nghị này, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Bộ Công an đã thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự cho vị trí Bộ trưởng Bộ Công an kế nhiệm Bộ trưởng Tô Lâm để giới thiệu lên Bộ Chính trị xem xét và quyết định. Để tăng tính thuyết phục, còn có hình ảnh chụp một tấm biển treo quy chuẩn đặt trong một chiếc ô tô với dòng chữ Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng. Dường như hình ảnh này để khẳng định tin đồn đoán là sự thật. Những điều kể trên đã khiến cho không ít người tin rằng Thượng tướng Lương Tam Quang sẽ là Bộ trưởng Bộ Công an kế nhiệm Đại tướng Tô Lâm. Tối cùng ngày, nhà báo Lê Nguyễn Hưng Trà, tức là blogger Cô Gái Đổ Lòng, có bài đăng trên trang cá nhân cập nhật tình hình nhân sự banh bóng tính tới 29 tháng 5. Theo đó, sau khi cầu thủ số 37 đội Hà Tĩnh và 38 Nghệ An trở thành các ứng cử viên nặng ký cho ghế lãnh đạo an ninh liên đoàn đang còn bỏ trống, bất ngờ ngôi sao Hưng Yên phản công, mời tất cả lãnh đạo câu lạc bộ khắp các tỉnh thành về dự họp, đội quân hùng hậu này đã thống nhất yêu cầu cầu thủ số 3 đội Hưng Yên đưa lên, tạm thời sẽ là quyền bộ trưởng, chờ bổ sung vào nhóm lãnh đạo cấp cao của liên đoàn. Do cách sử dụng ngôn ngữ mang tính ẩn ý và khó hiểu của nhà báo này để tránh việc bị chính quyền soi mói, khiến số đông tin rằng đó là sự xác nhận của nhà báo nổi tiếng về tin cung đình. Những người này tin rằng Thượng tướng Lương Tam Quang đã được quyết định là quyền Bộ trưởng Bộ Công an và đang được xem xét để đưa vào Bộ Chính trị. Nhưng trên thực tế, nếu đọc kỹ nội dung trên sẽ thấy rõ, cần được hiểu chính xác là Hội nghị lãnh đạo chủ chốt của Bộ Công an đã thống nhất giới thiệu lên cấp có thẩm quyền xem xét để Thượng tướng Lương Tam Quang được giữ vị trí quyền Bộ trưởng Bộ Công an, được kế nhiệm Đại tướng Tô Lâm. Theo giới thạo tin, đây mới chỉ là việc cấp dưới kiến nghị đến cấp trên xem xét, còn đồng ý hay không là thuộc quyền của lãnh đạo cấp trên. Theo quy định, một kiến nghị còn phải thông qua nhiều thủ tục và qua nhiều cấp, trong khi người của Tổng Trọng đã an ngữ ở mọi cửa quan trọng. Cũng có ý kiến nhắc lại chuyện Bộ trưởng Tô Lâm bị mắc nhỡm cấp có thẩm quyền khi ban đầu được đồng ý cho ngồi hai ghế, nhưng sau đó đã bị rút lại bất ngờ, khiến ông trở tay không kịp. Ở đoạn cuối, nhà báo Lê Nguyễn Hưng Trà cũng đưa ra một cảnh báo, việc dùng cơ sở gây sức ép nhân sự lên liên đoàn cũng là chuyện chưa từng có trong lịch sử tổ chức này. Theo giới quan sát, đây là điều rất bất lợi cho lãnh đạo Bộ Công an và ông Chủ tịch nước Tô Lâm trong vai trò giật dây. Theo giới phân tích, Tổng Trọng và các tướng lĩnh Bộ Quốc phòng vẫn nắm giữ quản lý các tình hình nội bộ của Đảng. Vấn đề vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng có thể sẽ là một cái bẫy mới cho Chủ tịch nước Tô Lâm và người được ông đề cử kế nhiệm. Vấn đề tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng, nhân tố đảm bảo sự thống nhất, ý chí và hành động, vừa phát huy dân chủ, vừa tụ được sức mạnh, trí tuệ và tập thể, vừa đảm bảo được hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, là cực kỳ quan trọng. Dư luận xã hội cho rằng, khi một cá nhân hay một tổ chức trong tình cảnh thất thế và bế tắc, người ta tìm cách bấu víu vào mọi thứ để tạo cho mình một cảm giác vẫn an toàn. Điều dễ làm nhất là ngụy tạo thông tin để dư luận tin rằng họ vẫn an toàn, chứ không phải thời gian còn lại chỉ được tính bằng tháng như tin đồn. Đó là tâm trạng hiện nay của Chủ tịch nước Tô Lâm và đa số lãnh đạo của Bộ Công an. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Vì sao Tô Chủ tịch không cẩn trọng thì lại sập bẫy ông Tổng một lần nữa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Vì sao là một bản sao của Trung Quốc nhưng Tổng Trọng lại chống tham nhũng thất bại? Sau đại hội lần thứ 12 với sự ra đi của ông Ba Dũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lập tức khởi động chiến dịch chống tham nhũng trên quy mô lớn, hay còn gọi là công cuộc đốt lò. Đây chính là bản sao của chiến dịch đà hổ diệt ruồi mà người đồng cấp Tập Cận Bình ở Trung Quốc đã khởi động từ khi lên nắm quyền vào năm 2012. Trong khi chiến dịch đà hổ diệt ruồi ở Trung Quốc thành công đáng kể, thì công cuộc đốt lò của Tổng Trọng vẫn chưa thành công, nếu không muốn nói là đã thất bại hoàn toàn. Trong gần 13 năm cầm quyền trên cương vị lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam, tình trạng tham nhũng dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không hề thuyên giảm, mà còn lan rộng tới các lãnh đạo cấp cao nhất trong bộ máy này. Chỉ trong vòng hơn 2 năm của Đại hội lần thứ 13, đã có hơn 20 ủy viên Trung ương Đảng bị xử lý kỷ luật hay bị khởi tố bắt giam. Trong đó, danh sách các ủy viên Bộ Chính trị bị thôi chức hoặc bị miễn nhiệm lên đến 6 trên tổng số 18 người, bao gồm Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư bà Trương Thị Mai. Theo giới phân tích, ông Trọng đã trở thành con tin trong chiến dịch chống tham nhũng của chính ông. Song rõ ràng, chủ trương chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung hay của Tổng Trọng nói riêng đã không kiên quyết và triệt để. Nếu so sánh với công cuộc chống tham nhũng của Trung Quốc, Tập Cận Bình sẵn sàng áp dụng bản án nghiêm khắc nhất là tử hình với các quan chức cấp cao của Đảng. Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV vào ngày 29 tháng 5 cũng đưa tin Trung Quốc tuyên án tử hình một cựu quan chức quản lý tài sản vì nhận hối lộ. Bản tin cho biết Tòa án Trung Quốc vào hôm 28 tháng 5 đã tuyên án tử hình đối với cựu tổng giám đốc một công ty quản lý tài sản nhà nước vì nhận hối lộ tới 152 triệu đô la dù đã lập công chuộc tội. Theo đó, ông Bạch Thiên Huy, 53 tuổi, cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Hoa Dung, là một công ty nhà nước. Công ty này trở thành mục tiêu chính trong chiến dịch chống tham nhũng kéo dài nhiều năm của Trung Quốc. Ông Bạch đã bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân và bị tuyên án tử hình. Dù rằng, theo kết luận tại tòa, ông Bạch Thiên Huy đã tố cáo hành vi phạm tội nghiêm trọng của các cá nhân và cung cấp manh mối quan trọng để phá các vụ khác. Ông có biểu hiện lộc công lớn, song những hành động này chưa đủ cơ sở để được hưởng khoan hồng bởi theo hội đồng xét xử cho rằng số tiền nhận hối lộ của Bạch Thiên Huy là vô cùng lớn, tình tiết phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, gây tác động rất xấu về mặt xã hội, gây thiệt hại nặng nề cho lợi ích quốc gia và người dân. Ban lãnh đạo Bắc Kinh và ông Tập Cận Bình đã áp dụng luật pháp nghiêm minh, thực sự không có vùng cấm hay các cá nhân ngoại lệ. Nếu so sánh với thực tiễn chống tham nhũng của Việt Nam thì trái ngược hoàn toàn, khi tài sản tham nhũng bị thu hồi thì được coi là khắc phục hậu quả để làm cơ sở giảm án. Đây là điều công luận phản đối và coi đó là một hình thức chạy án công khai giữa thanh thiên bạch nhật. Xuất phát từ chủ trương hết sức sai lầm của Tổng Trọng, đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại, hay không sung sướng gì khi kỷ luật đồng chí của mình. Thậm chí một chủ trương tha bổng đã được nghị quyết hóa bằng thông báo số 20. Theo đó, từ cấp ủy viên Trung ương Đảng trở lên, nếu đã tham nhũng nhưng khắc phục đến 2/3 hậu quả, thì sẽ được xử lý hành chính thay vì kỷ luật đảng, chứ không bị xử lý hình sự. Theo giới thạo tin, chưa có giai đoạn nào trong nội bộ của Đảng đã để xảy ra tình trạng chạy chức, mua ghế, diễn ra trầm trọng, công khai như những năm ông Trọng ngồi ghế Tổng Bí thư. Danh sách tái cơ cấu các ủy viên Bộ Chính trị thường do một vài cựu ủy viên nhúng chàm, bởi vì nếu Tổng Trọng không có chủ trương tha toàn tham, thì khi ra trước tòa các đàn em của ông Trọng thành khẩn khai báo thì ai sẽ chết đây. Đó là lý do người ta tiếc cho Bộ trưởng Tô Lâm chỉ vì một phút lơ là đã làm hỏng đại sự. Lẽ ra trước khi buộc bà Trương Thị Mai từ chức phải cho bắt trợ lý Tổng Bí thư Hồ Mẫu Ngoạt theo kịch bản, là bắt trợ lý để buộc thủ trưởng phải ra đi. Tương tự như Vương Đình Huệ cũng vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao là một bản sao của Trung Quốc nhưng Tổng Trọng chống tham nhũng thất bại.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.